Xin chào các bạn, mình là Phú, số điện thoại của mình là 0903 651 824. Mấy bạn có thể kết bạn với lại số Zalo bên đó, hoặc là mình có ghi cái số Zalo ở phía dưới màn hình, cái số màu xanh xanh đó là số Zalo của mình. Các bạn có gì không hiểu, các bạn có thể kết bạn bên đó để có thể hỏi ha. Thì bữa nay Phú sẽ hướng dẫn các bạn cách học 214 bộ, thấy cái này nó là cái quan trọng trong cái việc mà mình học kanji. Thì các bạn thấy nè, ví dụ trong Mina các bạn thấy toàn bộ đều là kanji cả. Tại vì cái mặt chữ của tiếng Nhật á, thì người ta ghi phần lớn ghi bằng kanji, chứ người ta không có ghi bằng hiragana không. Thành ra là ở trong trung tâm á, chúng ta cứ tập trung vào học hiragana không, rốt cuộc đi qua Nhật Bản á, thì nhìn vô toàn là kanji không. Thì lúc này là cũng không có đọc hay không có viết gì, không có biết cái gì về kanji cả. Thì lúc này thôi rồi đi siêu thị đồ này nọ cũng bó tay luôn, tại vì toàn là kanji thôi. Các bạn thấy nè, trong đây rất là nhiều. Các bạn thấy cái cột là cái cột chính giữa đó, thì chúng ta sẽ học là học cái cột đó. Rồi các bạn thấy những cái bài bên đây nè, kanji rất là nhiều. Thì cái số lượng kanji của Mina nó khoảng cỡ 1.300 chữ. Thì học theo phương pháp này là chúng ta sẽ học hết 1.300 chữ kanji đó. Và trong bộ sách kanji lăng ba thì nó có 2.200 chữ kanji. Ở đây là đề của đề 2 nè, các bạn nhìn nè, cũng toàn là kanji thôi. Đó là cái hệ ngôn ngữ chính của tiếng Nhật mà người ta sẽ ghi. Thì mình học á, mình chỉ có thời gian là khoảng cỡ 3 hoặc là 5 tháng mình học ở trong trung tâm rồi, các bạn phải đi bên Nhật bển rồi. Qua bển á thì chúng ta cũng không có thời gian để mà học hành gì đâu. Chỉ là đi làm thôi, tối về thì mệt quá, nhằm khi ăn uống rồi nghỉ ngơi rồi đi siêu thị rồi này nọ, còn nhiều việc phải làm, thành ra cái việc học á nó bị chững lại. Do đó cái việc học kanji á thì chúng ta phải tập trung vào thời gian học ở Việt Nam, là trong cái môi trường học á, chúng ta phải học cho nó nhanh. Do đó chúng ta không thể học theo trung tâm hướng dẫn là 200-300 kanji rồi từ từ lên học nữa thì không có được, mà chúng ta sẽ tập trung học hết số lượng kanji của Mina, thì tệ lắm cũng phải là 1.500 chữ kanji mà chúng ta phải học trước trong vòng 3 hoặc là 5 tháng đó, phải học cho hết ha. Rồi qua bển á thì chúng ta nhìn vô kanji chúng ta không có sợ, và chúng ta thi N2 nó cũng dễ, chứ còn qua bển mình đấy đây học từ từ thì chắc chắn là sẽ không học được gì đó. Thì trong cái bộ sách này nó có 3 phần như thế này ha. Cái phần này là cái phần mà giống như ở trong trung tâm thường á, là người ta sẽ ghi như thế này cho các bạn học nè ha, ghi đầy đủ. Nhưng các bạn chú ý cái tên á, cái tên và cái nét gạch chân á, đó chính là những cái mà chúng ta sẽ lấy ra để mà chúng ta làm cho cái phương pháp học bộ nó ngắn lại. Ví dụ như bao bọc nè, chỉ là cái thìa thì mình nghĩ là chỉ thìa thôi, phương tủ, hệ tre, thập 10 bóc bói. Mình học 25 bộ tới bộ bóc bói là một trang. Đó. Ví dụ nhất số 1 mình đọc là nhất 1 ha, nhất 1 cổm sổ chủ chấm. Rồi phiệt trái, ắc thiên can thì mình đọc là ắc can thôi. Quyết móc nhị 2, đầu không, nhân người. Nhập vào bá 8, huynh quang, mịch trùm, băng đá. Kỹ ghế khảm há, đao dao lực sức ha, lực là sức mạnh. Rồi bao bọc, chỉ thìa, phương tủ, hệ tre, tập 10 bóc bói. Bộ phương bộ hệ nó giống nhau, thành ra là chúng ta học tới cái bộ đó thì chúng ta nhớ là phân biệt kanji chứa bộ, rồi chúng ta học luôn kanji chứa bộ, chúng ta không học cái nét của bộ, hai nét nó giống nhau á. Nó sau khi chúng ta lấy cái phần ở phía sau ra thì nó ra phần này. Phần này dùng để học tên của bộ và âm. Dùng để học âm nha các bạn. Nó gồm sẽ có tên của bộ và ý nghĩa của bộ đó ha. Này chúng ta nhìn cái hàng dưới mà chúng ta đọc. Thì cái phương pháp mà học ngôn ngữ thì không biết, không thể là chúng ta nói một lần một mà thuộc, mà chúng ta phải đọc trong khi khang cả cổ họng vậy đó, thì nó mới nhớ, do đọc nhiều nó tạo thành phản xạ. Chứ không phải là đọc một lần hai lần rồi tự nhiên nó nhớ, không có chuyện đó, không có cái chuyện mà nó dễ vậy. Mấy bạn ở miền Bắc hay miền Trung, các bạn thử lên trên vùng mấy người dân tộc mấy bạn ở kìa, đâu phải là người ta nói là mấy bạn hiểu, mấy bạn nghe được, mấy bạn nhớ được đâu, mà là ví dụ mấy bạn ở miền Nam đi, mấy bạn gặp những người dân tộc ví dụ như người Khmer đồ này nọ đi, họ nói một câu đâu phải là mấy bạn nhớ liền. Mấy bạn muốn thuộc cái câu đó, mấy bạn phải nói lại dùm khi mấy chục lần, và là bạn phải ở trong cái vùng đó, mấy bạn sống với họ thật là lâu thì mình mới có thể nghe và nói chuyện được. Thì tiếng Nhật nó cũng vậy, cái bộ nó cũng vậy. Không phải là chúng ta nhìn cái này chúng ta nhớ, mà chúng ta phải đọc đi đọc lại. Đọc tới nỗi khang cả cổ thì bắt đầu cái phản xạ nó mới sinh ra.
Chứ ở đây Phú nói là một chuyện, mấy bạn không thực hành, mấy bạn chỉ nghe Phú nói không thì nó cũng không có kết quả ha. Đó, chúng ta cứ đọc nhân người, nhân người ha. Nhập vào bát tám vinh quang, mịch trùm băng đá ha, kỹ ghế khảm há đao dao lực sức bao bọc. Chỉ thì phương tủ hệ che thập mười bóc bói đó. Mình đọc nhanh á, 25 bộ mình đọc nhanh thì nó chỉ khoảng cỡ 10 giây á, 10 giây thôi. Ví dụ mình đọc nè, mình đọc nha. Nhất một cổm sổ chú chấm thiệt trác can quyết móc gì hay đầu không nhân người, nhân người đó, 10 bộ rồi đó. Và nhập vào bát tám qua một chùm băng đá, kỹ ghế khám há đầu giao được số bao bọc. Dù bao bọc là gì? Bao bọc bọc là gói lại ha. Chỉ thiệt phương tủ hệ che thập mười bóc bói đó. Sau khi chúng ta thuộc cái phần này rồi, mình mới chuyển qua cái phần bên đây. Nhìn nhìn mặt bộ là đọc lại, cái nãy là học âm, cái này là học mặt bộ nè. Phần này phải photo làm ít kẹt cắt ra nha. Điều đó là điều buộc phải làm á, mấy bạn mới nhớ được. Mấy bạn có thể ghi ra rồi sau đó mình cũng có thể học được ha. Lấy cuốn sách gì đó tự ghi ra, ghi theo cái cuốn sách của Phú. Còn ai có điều kiện á thì mình mua sách gì mình học cho nó nhanh. Kanji nhiều lắm, 2000 mấy chữ ghi cũng mệt lắm á. Đó, nhất một cổm sổ chấm vị trái cao quý móc gì hay đầu không nhân người, nhân người. Nhập vào bát tám minh ba mình trùm băng đá, kỹ ghế khảm há đầu giao lực sứ bọc. Chỉ thiệt phương tử hệ gia thêm mười bóc bói. Nếu mình đọc như vậy, mình cứ đọc tới đọc lui, đọc khoảng cả mấy chục lần, khoảng cả thậm chí cả mấy trăm lần, khang cũng họng thì chúng ta sẽ thuộc được 25 bộ. Tên và ý nghĩa của nó, phần này chúng ta phô là nách cạc rồi cắt nó ra, cắt nó ra xong rồi bắt đầu mình mới kiểm tra thành từng tờ, phô nó một bản dán trên tường ha. Một bản thì chúng ta cắt nó ra làm nách cạc những cái tấm nhỏ nhỏ vuông vuông từng tờ nha, chứ không được cắt một lần 5 chữ 5 bộ thì là sai. Phải tự tin cắt ra từng cái từng cái đó. Rồi giờ cái nét viết nè, Phú sẽ hướng dẫn các bạn cái cách viết. Nhất một này là 25 bộ đầu tiên nhé bạn, thì mình làm khoảng cỡ 10 clip thì nó sẽ hết 214 bộ. Xong cái bộ đó các bạn cứ ôm đi ôm lại. Cách này nếu mà đọc nhanh á thì chỉ khoảng 1 phút 30 giây thôi. 1 phút 30 giây là chúng ta đã có thể đọc được hết 214 bộ, là chúng ta sẽ có thể ôm được một lần. Thì giống như Phú có hướng dẫn các bạn, cái việc chúng ta hiểu giống như giáo viên hướng dẫn là một chuyện, cái việc còn lại là chúng ta phải thực hành. Chứ không phải là mình nghe vậy xong rồi cái là mình nhớ được những kanji đâu, không phải. Chúng ta phải thực hành. Nó tựa giống như cái việc mà chúng ta, cái con đường mà từ nhà cho tới trường vậy đó. Nó qua ví dụ như 8 con hẻm, 6 cái cua, 5 cái đèn xanh đèn đỏ. Thì ví dụ như bạn hỏi bạn của bạn, mà là hỏi Phú cái con đường tại đây tới trường đi làm sao, thì Phú có thể hướng dẫn cho bạn cách đi. Bao nhiêu cái hẻm, bao nhiêu cái đèn xanh, bao nhiêu cái con đường gì đó, Phú có thể hướng dẫn các bạn hết. Nhưng kia bạn đi, bạn sao không thể nào đi được. Thì học kanji cũng như vậy. Mấy bạn muốn nhớ chính xác thì bạn phải trực tiếp đi trên cái con đường đó, thì mình mới nhớ mình đã qua bao nhiêu con hẻm, bao nhiêu cái cua. Thì kanji cũng vậy, mấy bạn nghe giáo viên giảng á thì nó tựa giống như bạn hỏi đường thôi, các bạn sẽ không nhớ chính xác nó được. Chỉ trừ phi các bạn đi trên cái con đường đó, các bạn viết những chữ kanji này ra, nó lách bao nhiêu cái nét của bộ, nó qua bao nhiêu cái cua, cái bộ chỉ thìa chẳng hạn, hoặc là bộ truy chim đuôi ngắn này, thì nó phải bao nhiêu cua, nó có bao nhiêu gạch. Chỉ những nào mà chúng ta viết thì chúng ta mới có thể nhớ nó được. Chứ nói thì nói nó mấy gạch, 4 gạch, 3 gạch gì đó thì nó cũng không có nhớ đâu. Thì chỉ khi nào mà mình trực tiếp mình viết mới nhớ được. Cái đó là chúng ta phải thực hành. Và một cái nữa nè, con người ta nó có ngũ quan. Ngũ quan có nghĩa là năm cái giác quan á, ví dụ như thính thị vị khứ xúc. Thính giác là mình đọc vậy để mình nghe, đưa kiến thức nó vô bằng lỗ tai. Thị là mình nhìn. Khứ thì nó không dùng trong trường hợp này. Ví dụ vậy là cái miệng thì chúng ta phải đọc cho nó quen. Xúc giác là chúng ta phải viết. Thì khi chúng ta kết hợp 5 cái giác quan này thì đó chính là cái con đường ngắn nhất đưa kiến thức đi vô trong não. Và chúng ta làm liên tục, làm đi làm đây làm đi làm lại, thì người ta nói là trăm hay không bằng tay quen, là vậy. Chúng ta phải thực hành thì chúng ta mới nhớ. Chứ còn nghe không mà không thực hành thì là cũng vô phương thôi. Cái đó là cái điều Phú chắc chắn ha. Thành ra là chúng ta phải chú ý cái đó. Thì chúng ta phải thực hành, chứ không thể nghe hiểu. Học sinh người ta đi du học 3 năm, 5 năm, 7 năm, phải viết kanji rất là nhiều, nghe và thực hành, nói chuyện,
nghe tiếng Nhật hàng ngày, nói tiếng Nhật hàng ngày, phải nói rất là nhiều cái câu đó, nhầm khi cái câu đó mình nói chuyện phải mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí là cả ngàn lần trong thời gian 3-4 năm sống ở bển thì nó mới có thể nhớ được. Thì cái ngôn ngữ nó là như vậy, cái đặc tính của nó. Thì đây chính là những cái nét viết của bồ, mấy bạn chú ý ha. Như trên xuống trái phải này nọ đó, thì chúng ta tập trung, chúng ta chú ý vô cái nét viết của nó. Thì bộ nó là bảng chữ cái của chữ canxi. Học chữ canxi mà không học cái bộ coi như là hỏng, coi như là hỏng 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 hóc hết. Và cái bộ đấy mà các bạn học thông thường thì nó mất khoảng cỡ cả tháng hoặc là mấy tháng. Ngày xưa phố học nhiều khi 2-3 tháng trời phố học viết nản, không không học được, bỏ. Sau này học sinh cũng vậy. Đó, đó là cái bộ đầu tiên các bạn nhớ chú ý ha.